Dạ, gia đình con Ngọc với lại chú Đạt có đặt cháo gà xé phai. Cháo nấu sắp xong rồi, con bưng lên nha. Đây, đồ ăn tới rồi, đồ ăn tới rồi. Nè, sao không bưng lên hết đi? Bưng lên hết rồi đó. Ông giỡn hả? Hai dĩa mà sao còn có nhiêu đây? Có ăn dụng ở dưới không? Gà ta sao tôi để vậy? Hơi đau điên dụng. Ông nói gì vậy? Tôi với má tôi chia ra hai dĩa mà. Thiệt cái tình, có một dĩa bưng lên đúng một dĩa. Ở đâu bưng ra dĩa thứ hai? Trời ơi! Cái gì dùng yêu con gà mà có nhiêu đây vậy? Tụi con, hồi nãy vợ chú kêu con gà mới đẻ, chứ không phải kêu gà con. Sao có chút xíu hả? Gà con cái gì mà gà con? Cái này là con gà trưởng thành rồi. Nè, không có thấy đầu cánh vào câu gì hết trơn vậy? Ủa đâu mất tiêu hết trơn rồi hả? Dạ. Tụi con trả lời thiệt thà cho chú biết đi. Tụi con có ăn vụng không? Dạ, thiệt sự là tụi con không có ăn. Đúng rồi chú, con gà này nguyên vẹn, chứ tụi con không có ăn vụng. Không ăn mà sao còn nhiêu đây? Cái chuyện gì vậy Mừng? Em làm xong con gà, xé ra không biết sao còn có nhiêu đây à. Các con cứ bình tĩnh đi, chắc có sự hiểu lầm gì đây thôi. Xin lỗi cô chú anh chị, thật sự là cái chuyện này nó cũng ngoài ý muốn thôi à. Thôi bây giờ mọi người mình cứ dùng đỡ cái này đi. Có gì ngày mai con bù lại cho mọi người dĩa gà khác được không à? Ôi da. Mọi người đau lắm hả? Trời, chết rồi. Con Ngọc có sao không? Ôi da. Cô có sao không cô? Cô chết quá. Rồi, sao vậy nè? Nè, mấy đứa có sao mấy đứa? Đáng đau bụng quá. Xuân đến rồi bạn ơi, xuân ghé vào trái tim, cho nỗi buồn còn lại cùng mùa đông tan biến trời xa.